Khi tôi qua nhà bạn tôi chơi mùa dịch và mẹ nó kiểu. Dạ anh chào cô. Cái gì con? Có Như ở nhà không cô? Ủa mấy bữa nay dịch ba má cũng cho đi chơi nữa hả? Dạ. Vô đi. Uống nước đi con. Đợi xíu nha Như đi hay rồi. Trời ơi, cái quân què gì vậy? Gì? Bo ơi, đây là tóc nuôi thật hay tóc giả hả? Anh cũng biết nữa. Em ơi. Em ơi. Em ơi. Em, vậy có phải là tóc thật không bé? Phải không ta? Khi shipper giao hàng và gặp phải thượng đế. Như ơi, ra lấy hàng nè em ơi. Giáo gì vậy? Tăng nghe á em. Hãy vô đây đi anh. Em thử hàng nha. Ờ em cứ kiểm tra hàng đi em. Chỉ muốn ngắm anh lâu thật. Em biết anh cũng đang chờ mong. Mày biết chưa, nắng rồi mà đứng tao đợi mày. Mày biết tao còn bao nhiêu đơn không? Hả? 225 ngày đấy mày. Anh chị địa ngục là mày á. Nó vố một cái bây giờ vô cái sọ não mày đó nha mày. Khi Nhi dẹo gặp anh shipper. Mệt má thì ghê á. Ừ. Như ơi, ra lấy hàng nè em ơi. À, có sao không em? Hả? Em có sao? Ủa, anh giao hàng cho Như hả? Ờ đúng rồi, anh giao hàng cho Như á. Ôi, anh giao gì vậy? Hả? Em nói gì cho em nói là giao gì với là nhiêu tiền á. Nhiêu tiền á. Em nói là nhiêu tiền. Cái miệng mày ngậm gì vậy? Mày nhai ngải hả? Mày nói chuyện cái gì trong họng mày vậy hả? Tao ký vô đầu mày bây giờ á. Quỷ. Để anh vẫn luôn gọi em là em bé. Dẫu bốn mới, dẫu mới, ta mới anh vẫn luôn trong lòng.